Ủy ban nhân dân quận 10 phối hợp với Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức khai mạc hội thao cán bộ viên chức người lao động ngành giáo dục và đào tạo quận 10 chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2024. Hội thao diễn ra từ nay đến ngày 5 tháng 11 năm 2024 với 8 môn thi đấu gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng truyền nam, bơi, thể dục đồng diễn, bóng bàn, cầu lông và pizza. Có 69 đơn vị đăng ký và hơn 1.500 vận động viên tham dự. Hội thao nhằm thực hiện mục tiêu rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại, duy trì phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ công tác giảng dạy và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đây cũng là dịp nêu cao tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa đoàn viên công đoàn người lao động của các trường học trên địa bàn quận Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó để mạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao là một trong những loại hình tạo ra không khí vui tươi phấn khởi để người lao động tiếp tục làm việc, tham gia sản xuất đạt chất lượng hiệu quả hơn, qua đó cũng góp phần nâng cao đời sống văn hóa của đoàn viên, cán bộ công chức, công nhân viên chức lao động tại các công đoàn cơ sở.